anh mượn cái cây cây nhỏ này để anh qua cái cây lê bà đằng lớn này, các bạn bà đằng này cực kỳ khủng luôn mà. Lại biết đâu giờ mé lọt hết trơn là kéo nó qua. Cái sổ đâu nha bạn? Cái đâu có lọt, nó kẹt góc rồi. Cái cây đó cắt cái đọt rồi là... Lọt, lỗi hết trơn rồi. Kéo cây bả lan kìa. Góc nó nè bạn. Kỳ khủng luôn nha bạn. Kéo cây này một à. Cái này 1.7 luôn nha. Ra ngoài quay anh cha. Rồi rồi. Dây thảy đâu rồi? Dây đâu? Thảy chưa? Thảy rồi. Thảy dây đâu rồi? Đó. Dừng máy lên luôn đi. Rồi kéo máy lên. Chủ anh cũng kéo máy lên nha các bạn. Sao nó lan vậy? Dạ bấm đọt hết. Cây con chú này nè các bạn. Đất đạn nó không đạn không đông. Bấm hết dày lên luôn cho nó trụi luôn mà mình mới hại gốc nha bạn. Cây này nằm mà thật mà đưa nó giờ mình chưa quay cái đọt thôi mà mình quay lên cái đọt cho bạn xem nha, cực kỳ cao luôn nha bạn. Cây này chắc cũng lâu năm lắm rồi còn sót lại nha bạn.
Ồ, quá hay. Hay quá các anh ơi. Giờ này gió ngược rồi đó. Anh ta ngắt máy nhắn rồi, ta để người đó mẹ. Ừ. Mm-hmm.
đi. Đặng đi, đặng đi. Cái xe này tới không nghe? Xịn nó văng. Xịn nó văng. Đi rồi. Hết hồn luôn rồi. Hết thế góc luôn rồi. Quá đẹp luôn. Không bọng một miếng luôn ha. Không bọng. Chứ nói cây này không bọng. Cái cây bự thì hỏi không sao? Tệ đi, tệ đi. Thước đó. Đúng hai gai vậy đó. Năm thước cái gì? Không, cây bự này không chưa năm thước hai cái gì á. Nó 11 cái rồi. Nó tới 11 rồi sao? Cây này 11 mét rồi. Còn khúc này nè. Bấm đọt 2 3 mét mấy. Nói lên cắt hai cái nạn này đi. Rồi cắt cái nạn này nó xong. Cái nạn này nằm dưới. Quánh luôn cái gì được. Hết biết cái cây gì. Dùng đoạn ra hai khúc cảnh rồi.
Dạ. Ô, xong hết đi mà. Xin kết thúc clip này đây nha. Các bạn lấy clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Thế cái này lăn rồi. Rồi vậy đi. Thôi mặt này nè. Lỗi nó đẹp cực kỳ luôn.